Quỹ ban nhân dân quận Ninh Kiều vừa tổ chức cuộc họp chuyên đề về chợ, đề xuất phương án quản lý đầu tư khai thác các chợ truyền thống trên địa bàn quận. Trong kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ, lộ trình 2024-2029, định hướng đến năm 2034 trên địa bàn quận Ninh Kiều, Phòng Kinh tế quận đề xuất lộ trình thực hiện chuyển giao các chợ hạng 3 do Quỹ ban nhân dân phường quản lý về một đơn vị đầu mối là Ban quản lý chợ quận Ninh Kiều, trên cơ sở hiện trạng nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ của đơn vị sự nghiệp thực hiện nâng cấp cải tạo sửa chữa chợ An Khánh thành chợ hạng 2, nâng cấp cải tạo sửa chữa chợ An Lạc theo hiện trạng, định hướng đến năm 2034 tiếp tục thực hiện chuyển đổi các ban quản lý chợ hạng 2, hạng 3 do nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh quản lý chợ theo các quy định hiện hành. Ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân quận Đinh Kiều, chỉ đạo các đơn vị quản lý chợ lưu ý vấn đề hồ sơ pháp lý đối với các chợ do doanh nghiệp quản lý. Các đơn vị cần có địa cương kiểm tra, nội dung kiểm tra phải cụ thể, kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh.